Tiêu đề: Hành trình linh hồn, các bước để nhận được sự công nhận và phần thưởng của Chúa ở thế giới bên kia. Y giới thiệu: Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, khi chúng ta tụ họp hôm nay để đào sâu vào đức tin của mình, chúng ta bắt đầu hành trình tìm hiểu các bước dẫn chúng ta đến sự thừa nhận và phần thưởng của Chúa ở thế giới bên kia. Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là sự theo đuổi chung với tư cách là một cộng đồng những người tin tưởng. Trọng tâm của thần học Công giáo là một sự thật sâu sắc. Mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa là mối quan hệ có thể được nuôi dưỡng, trau dồi và phong phú thông qua một loạt các bước có chủ ý. 2. Nền tảng của sự công nhận thiêng liêng. Để bắt tay vào cuộc hành trình linh hồn này, trước tiên chúng ta phải nắm bắt được bản chất của sự công nhận thiêng liêng. Chúa của chúng ta, trong sự khôn ngoan vô tận và tình yêu vô biên của Ngài, mong muốn có một mối liên hệ cá nhân với mỗi người chúng ta. Là người Công giáo, đức tin của chúng ta dựa trên nền tảng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, cầu nối giữa nhân loại và thần thánh. Bằng cách lãnh nhận các bí tích, chúng ta mở lòng đón nhận ân sủng vốn biến đổi cuộc đời chúng ta và đưa chúng ta đến gần trái tim của Thiên Chúa hơn. 3. Vun trồng đời sống đức hạnh. Con đường dẫn đến sự thừa nhận của Đức Chúa Trời liên quan đến việc sống một cuộc đời phản ánh bản chất của Ngài. Các đức tính mà chúng ta trau dồi, tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự khiêm nhường, phản ánh các đức tính mà Đấng Christ là hiện thân. Qua những hành động tử tế và vị tha, chúng ta phản ánh những thuộc tính thiêng liêng mà Thượng Đế công nhận và ban thưởng. Và khi chúng ta chùn bước, bí tích hòa giải cung cấp một phương tiện phục hồi và đổi mới. 4. Sức mạnh của cầu nguyện và chiêm niệm. Các bạn thân mến, cầu nguyện là nhịp tim của mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế. Nhờ cầu nguyện mà chúng ta nói chuyện trực tiếp với Đấng Tạo Hóa. Cho dù thông qua lời cầu nguyện bằng lời, suy ngẫm trong thiền định hay lời thì thầm thầm lặng của trái tim, thì lời cầu nguyện mở ra những cánh cửa dẫn đến sự thừa nhận thiêng liêng. Chính trong những giây phút hiệp thông này, chúng ta nhận ra ý Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất. V. Tích cực tham gia vào giáo hội. Hành trình đức tin của chúng ta không đơn độc, nó mang tính cộng đồng. Giáo hội, với tư cách là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, liên kết chúng ta với tư cách là những tín hữu. Tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội, tham dự thánh lễ, lãnh nhận bí tích thánh thể, tham gia vào các hoạt động của giáo xứ, củng cố mối liên hệ của chúng ta với Chúa và với nhau. Trong những trải nghiệm được chia sẻ này,
chúng tôi tìm thấy sự khuyến khích, hỗ trợ và cảm giác thân thuộc. 6. Ông lấy đau khổ và thử thách. Mặc dù khái niệm này có vẻ nghịch lý, nhưng đau khổ có giá trị cứu rỗi trong thần học Công giáo. Giống như sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá mang lại sự cứu rỗi, những thử thách của chính chúng ta, khi được đón nhận bằng đức tin, có thể dẫn đến sự trưởng thành và biến đổi thuộc linh. Trong những lúc khó khăn, chúng ta được mời gọi đặt niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, dâng lên những đau khổ của chúng ta như một minh chứng cho sự tận tụy không lay chuyển của chúng ta. 7. Tăng trưởng trong kiến thức và trí tuệ. Trong quá trình theo đuổi sự thừa nhận thiêng liêng, chúng ta nhận ra vai trò quan trọng của kiến thức và sự khôn ngoan. Kinh Thánh và những lời dạy của giáo hội là nguồn gốc của sự thật và sự giác ngộ. Bằng cách đắm mình trong các văn bản thiêng liêng, nghiên cứu những hiểu biết sâu sắc về thần học và tham gia vào việc đọc tâm linh, chúng ta trang bị cho mình những công cụ để điều hướng những phức tạp của cuộc sống. Nhờ sự hiểu biết, chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt, và nhờ sự khôn ngoan, chúng ta nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta. 8. Hành động của lòng thương xót và lòng trắc ẩn. Trọng tâm căn tính Kitô giáo của chúng ta là lời kêu gọi bắt chước lòng trắc ẩn và lòng thương xót của Chúa Kitô. Bằng cách thực hành các công việc thương xót về thể xác và tinh thần, chúng ta mở rộng tình yêu của Thiên Chúa cho những người đang cần giúp đỡ. Khi cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, đón tiếp khách lạ, thăm viếng kẻ đau yếu và tù đầy, chúng ta gặp gỡ chính Chúa Kitô. Thông qua những hành động vị tha này, chúng ta đặt nền tảng từ thiện cộng hưởng với sự công nhận thiêng liêng mà chúng ta tìm kiếm. 9. Kiên trì và sức chịu đựng. Khi cuộc hành trình của chúng ta mở ra, chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải những thử thách quyết tâm của chúng ta. Sự kiên trì trở thành đức tính hướng dẫn của chúng ta, giúp chúng ta có thể chịu đựng những thử thách, nghi ngờ và thất bại. Khi đối mặt với nghịch cảnh, chúng ta có được sức mạnh từ mối quan hệ với Đức Chúa Trời, biết rằng những nỗ lực của chúng ta không phải là vô ích. Với trái tim kiên định, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình tâm hồn của mình, đón nhận cuộc đua marathon đức tin với sự cống hiến không ngừng. Ít niềm hy vọng về phần thưởng đời đời. Các bạn thân mến, khi chúng ta gần đạt đến đỉnh điểm của những suy tư của mình, chúng ta hãy tập trung vào mục tiêu cuối cùng, niềm hy vọng về phần thưởng vĩnh cửu. Trong tấm thảm thần học Công giáo, chúng ta khám phá ra khái niệm về phần thưởng trên trời. Những phần thưởng này không kiếm được qua sự kiêu hãnh hay tự tôn vinh bản thân, nhưng qua một đời sống hiệp thông với Đức Chúa Trời. Hành trình của chúng ta được đánh dấu bằng đức tin, đức hạnh, cầu nguyện, phục vụ và chịu đựng, mở đường cho việc chia sẻ vinh quang và sự hiện diện vĩnh cửu của Thượng Đế. 11. Phần kết luận. Khi kết thúc phần khám phá các bước để được Đức Chúa Trời công nhận và phần thưởng ở thế giới bên kia, chúng ta hãy nhớ rằng những nỗ lực của chúng ta không phải do tham vọng ích kỷ thúc đẩy, mà do ước muốn sâu xa được đến gần Đấng tạo hóa của chúng ta. Hành trình chúng ta thực hiện là hành trình biến đổi, trở nên giống Chúa hơn trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Đó là một hành trình bao gồm toàn bộ cuộc sống của chúng ta, từ những niềm tin nền tảng đến những tương tác hàng ngày của chúng ta.
cầu mong chúng ta, với tư cách là một cộng đồng các tín đồ, tiếp tục đi trên con đường này với mục đích và sự cống hiến. Chúng ta hãy khuyến khích lẫn nhau, nâng đỡ nhau và quy trách nhiệm cho nhau. Và trong nỗ lực tập thể của chúng ta để được Đức Chúa Trời công nhận, mong rằng chúng ta sẽ tìm thấy niềm an ủi trong sự đảm bảo rằng tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn chúng ta trên mọi bước đường. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.